Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh đội pháo tự hành phá hủy pháo binh Ukraina ở khu vực Krasny Liman. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, sau khi nhận được dữ liệu vị trí của pháo binh và xung cối Ukraina, quân Nga khai hỏa tấn công mục tiêu Ukraina trong khu vực bằng loạt đạn. Cùng lúc đó, các lực lượng Nga cũng tấn công các cứ điểm cung cấp đạn dược khác của Ukraina ở khu vực Krasny Liman. 2S5 Jastin-S là pháo tự hành do Nga sản xuất vào cuối năm 1968 và được đưa vào biên chế trong quân đội từ năm 1978. Pháo có trọng lượng 28,2 tấn, tổng chiều dài tổng 8,95m. Kiếp chiến đấu gồm 5 đến 6 người. Hệ thống có tầm bắn 28 km với đạn thông thường hoặc 35 đến 40 km với đạn tăng tầm bằng rocket. Đây được xem là khí tài chủ lực của quân đội Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.